Bạch Hòa Thượng, còn Như Lai chủng tánh, tức hành giả đó có chủng tánh Phật. Ngoài ra, ba chủng tánh kia có thể tu tổ sư thiền được không? Được, nhưng khó thành tựu. Nếu tu theo chủng tánh của người đó dễ thành tựu hơn. Dẫu sao thì cuối cùng cũng sẽ đạt đến Như Lai chủng tánh. Nhưng vì trước mắt chưa tới, phải trải qua một thời gian rồi sau cùng mới tới được. Bạch Hòa Thượng, vậy nếu là những người thuộc tiểu thừa chủng tánh hoặc đại thừa chủng tánh, ngoại đạo chủng tánh, họ vẫn có thể tu pháp tổ sư thiền nhưng phải đi vòng quanh, phải vậy không? Vì họ đã không tin thì làm sao tu? Do đó Đức Phật phải tùy thuộc vào chủng tánh của họ mà dạy cách tu tiểu thừa hay trung thừa, chứ không ép buộc được. Nên Phật phải dạy pháp tu tiểu thừa trước, đến khi họ chứng quả A-la-hán rồi, Phật mới quở là chưa đến đích, chỉ là quá thành nơi nửa đường, và bảo họ bỏ quá thành để đi đến bảo sở. Có người chịu nghe và có người không chịu. Loại người không chịu bỏ quả A-la-hán gọi là định tánh thanh chăng. Trong kinh nói họ như người say rượu, có thứ rượu phải mất cả ngàn ngày mới có thể tỉnh rượu. Khi họ tỉnh rượu rồi mới chịu bỏ tiểu thừa đi đến đại thừa. Bạch Hòa Thượng, chúng con là Phật tử, được sự hướng dẫn của Hòa Thượng tu theo pháp môn tham tổ sư thiền, chúng con sẽ nhất quyết kiến tánh thành Phật. Nhưng nếu chúng con không đủ khả năng một lúc phá được tam quan, thì phải đi tuần tự từ sơ quan, rồi trùng quan và mạc hậu lao quan. Trong giai đoạn phá tam quan, chúng con đi đến sơ quan và trùng quan, nhưng chưa phá được lao quan, vừa kiến tánh nhưng chưa triệt để nên phải bảo nhiệm. Con chưa hiểu bảo nhiệm cái gì, làm thế nào để bảo nhiệm? Nói kiến tánh thành Phật thì Phật đã thành sẵn. Kinh Viên Giác nói, tất cả chúng ta đều đã thành Phật, người nào cũng có khả năng để cho Phật tánh hiện ra, để kiến tánh thành Phật. Nếu đã hạ quyết tâm tham thiền, trước sau cũng phải hiện ra, chỉ e là không có quyết tâm mà thôi. Này cứ đi theo đường lối hướng dẫn, sẽ có ngày đi đến sơ quan, trùng quan và mạc hậu lao quan. Bây giờ chưa đến, muốn biết làm sao được? Ngài Lai Quả trong Thiền Thất Khai Thị Lục nói, những gì tôi nói là chỗ hành, chứ chẳng phải chỗ thấy. Chỗ thấy đó quý vị đi đến rồi sẽ tự thấy, chưa đến chỗ làm sao thấy? Có nói được cũng vô ích, chỉ là chướng ngại. Bạch Hòa Thượng, thế nào là thường ứng chư căn dụng, mà chẳng khởi dụng tưởng, phân biệt tất cả pháp, chẳng khởi phân biệt tưởng? Thường ứng chư căn dụng, có người dịch là chư căn thường ứng dụng là sai. Thường ứng chư căn dụng là cái bản tâm, nó ứng dụng mà chẳng khởi dụng tưởng. Giống như cảm giác của lớp da khắp không gian thời gian của cơ thể này, chúng ta không khởi tưởng nó cũng đang dùng, khởi tưởng nó cũng đang dùng, tiếp xúc nó cũng biết là có tiếp xúc, không tiếp xúc nó cũng biết là không tiếp xúc, đau nó biết là đau, không đau nó cũng biết là không đau. Nó luôn luôn có cảm giác, cái cảm giác đó sẵn sàng không bị tiêu mất, gọi là thường ứng, tức luôn luôn sẵn sàng, ứng dụng không gián đoạn. Lục căn thấy, nghe, ngửi, nếm, chẳng phải là có sáu người, nó thường dùng mà chẳng khởi dụng tưởng. Ví như sự biết của lớp da nói trên, chúng ta tưởng là khi có tiếp xúc nó mới là dùng, nhưng không tiếp xúc nó cũng đang dùng vậy. Nếu không thì làm sao biết là không tiếp xúc? Bạch Hòa Thượng, trong cái dụng đó có sự cảm thọ không? Có, như cảm thọ nóng biết nóng, cảm thọ không nóng biết là không nóng. Bạch Hòa Thượng, nếu cảm thọ sự vui hay khổ, thì chính sự cảm thọ đó làm cho con người khổ, phải vậy không? Tại khởi tưởng mới có khổ vui, nếu không khởi tưởng thì không có, nên nói là chẳng khởi dụng tưởng. Do bản tánh đó đang dùng mà không khởi dụng tưởng, nhưng chúng ta khi dùng có khởi lên dụng tưởng nên có khổ vui,
đủ thứ cảm giác. Nếu chẳng có dụng tưởng thì vốn chẳng khác, tức có phân biệt là thức, chẳng phân biệt là trí. Thường ứng chư căn dụng mà chẳng khởi dụng tưởng, chẳng phải không thấy không nghe, là thấy cũng như không thấy, nghe cũng như không nghe. Thấy như không thấy thì không phân biệt xấu đẹp, nghe như không nghe thì không phân biệt khen chê. Hễ có phân biệt, khi khen thì mừng, chê thì buồn. Phân biệt tất cả pháp, chẳng khởi phân biệt tưởng. Chẳng phải không biết cái tách này là nước, chén kia là cơm, nhưng không khởi phân biệt nước đục hay nước trong, cơm ngon hay cơm dở. Cho nên tôi thường nói, Phật Pháp ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày vậy. Bạch Hòa Thượng, nghe Hòa Thượng giảng hình như dễ, nhưng ứng dụng trong thực tế của cuộc sống thì rất khó. Phải, đó là do tập khí từ vô thủy, từ lâu đời đã thành thói quen, gặp cái gì cũng muốn phân biệt, không phân biệt không được. Cho nên bất cứ cách tu nào đều muốn chúng ta dứt trừ tập khí phiền não. Gọi đó là tập lậu, là hữu lậu, như bình nước bị chảy, đến khi nào không chảy nữa thì gọi là vô lậu. Bạch Hòa Thượng, Thiền sư Liễu Quán, đời thứ 35, Tông Lâm Tế ở Việt Nam, tịch vào năm 1743, trước được Hòa Thượng Tử Dung dạy tham câu: muôn pháp về một, một về chỗ nào? Sao xem Truyền Đăng Lục đến câu: dĩ vật truyền tâm, nhân bất hội xứ, được tỏ ngộ. Sao nhờ Hòa Thượng Tử Dung ấn chứng? Hòa Thượng hỏi: tổ tổ truyền nhau, Phật Phật trao nhau, chẳng biết truyền cái gì. Sư đáp: bước băng trên đá dài một trượng, phất tử lông rùa nặng 3 cân. Hòa Thượng hỏi tiếp: thuyền chèo trên núi cao, ngựa đua dưới đáy bể. Sư đáp: chiếc giác nê ngưu triệt giả hống, một huyền cầm tử tân nhật đàn. Tức là gãy sừng trâu đất rống suốt đêm, dây đứt đờn cầm trọn ngày gãy. Hòa Thượng vui mừng ấn khả. Xin hỏi, với những câu nói vô nghĩa này, Hòa Thượng ấn khả cái gì? Những lời đáp ấy đều là những lời chuyển ngữ, lời mà không có sở trụ, người chưa ngộ nói ra không được. Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng kể qua về quy củ của Tòng Lâm. Trong Tòng Lâm, tất cả đều là của chúng, chẳng phải của cá nhân nào. Khi Ngài Hư Dân đến chùa nhận chức trụ trì, cũng như làm quản lý không ăn lương mà thôi, chứ chẳng phải đó là tài sản của Ngài vậy. Đối với tất cả mọi người trong Tòng Lâm, gọi là phổ thỉnh. Phổ là phổ biến, ví như muốn đi quốc đất thì phổ thỉnh. Ai cũng phải đi, muốn làm việc gì thì tất cả cùng làm, ngoại trừ những vị chức sự đang làm công việc thì khỏi. Lúc Ngài Bá Trượng làm trụ trì, tự mình giác quốc đi trước. Mọi người thấy Ngài đã lớn tuổi, hằng ngày là phải thuyết pháp, khuyên Ngài nên để lại cho người trẻ làm. Ngài không chịu, lần nào ra làm đều dẫn đầu đi trước. Mọi người đem giấu cây cuốc của Ngài, Ngài không tìm được cây cuốc, bèn nói: hôm nay ta không làm thì hôm nay ta không ăn. Nên có câu: một ngày không làm, một ngày không ăn. Ấy là mô phạm ở Tòng Lâm. Bạch Hòa Thượng, bây giờ muốn mở Tòng Lâm phải làm gì? Tòng Lâm là của đại chúng, cũng như chùa chiền là do Đàn Na Tín Thí gom góp tiền bạc xây dựng. Nếu lợi dụng lòng thành kính của Phật tử cất lên ngôi chùa, rồi tự mình làm chủ, cho là chùa này của tôi, tất cả tài sản là của tôi, cũng được. Nhưng sau khi chết phải trả nợ cho thí chủ, ấy là nhân quả. Bạch Hòa Thượng, thế nào là thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ? Là hiển bày nghĩa bất nhị, chẳng có cái nào bằng Phật. Chữ Phật ở đây là giác ngộ, chứ chẳng phải là một vị thần linh. Mười phương chỉ về không gian, tam thế chỉ thời gian. Ý nói khắp không gian thời gian cũng chẳng có cái gì sánh bằng sự giác ngộ. Giác ngộ mới được giải thoát tất cả khổ, không bao giờ trở lại nữa.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là năng lễ sở lễ tánh không tịch? Khi chúng ta lễ Phật, cái thân này là năng lễ, Phật là sở lễ. Đức Phật nói vũ trụ vạn vật đều không có tự tánh, tức là không thật. Năng lễ cũng không thật, sở lễ cũng không thật. Tại sao nói Phật cũng không thật? Vì chữ Phật chỉ là nghĩa giác ngộ mà thôi. Do có mê mới có giác ngộ, nếu không mê thì giác ngộ cũng không. Do chấp thật mới thành mê, nếu chẳng chấp thật thì không mê cũng không ngộ. Kể cả thân này cũng do mê chấp thành có. Cho nên mê ngộ tánh vốn không tịch, tức không có tự tánh, nên nói tánh không tịch. Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng nói tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ. Tại sao lại phân biệt tiểu nghi và đại nghi? Đã ngộ rồi, tại sao lại phân biệt tiểu ngộ và đại ngộ? Chẳng lẽ sự ngộ cũng có cấp bậc? Theo Ngài Lai Quả, nay chúng ta tham thoại đầu là đang trên đường đi ý thức. Ý thức có hai mặt, một mặt biết và một mặt không biết. Tu theo mặt biết là Như Lai Thiền. Nay chúng ta tu Tổ Sư Thiền là mặt không biết. Bây giờ chưa đến thoại đầu, đang đi ở giữa đường. Khi nào đến thoại đầu rồi thì đường đi ý thức hết. Chỗ này gọi là vô thủy vô minh, cũng gọi là đầu xào trăm thước, là nguồn gốc của ý thức. Mặc dù thanh thanh tịnh tịnh nhưng chưa phải kiến tánh. Từ chỗ đầu xào trăm thước tiến thêm một bước, lìa khỏi ý thức là kiến tánh. Ngài Lai Quả ví dụ, từ đầu xào trăm thước tiến thêm một bước là lọt vào hư không, phải té xuống và phải té cho chết. Theo thuật ngữ Thiền Tông gọi là tuyệt hậu tái tôn, tức sau khi chết sống lại. Có hai tình trạng, một là tiểu tử tiểu hoạt, hai là đại tử đại hoạt. Tại sao chết cũng có tiểu tử và đại tử? Vì tiểu tử tiểu hoạt còn có cái xác, đại tử đại hoạt thì luôn cả cái xác cũng không còn. Vậy cái xác là gì? Ấy là cảnh giới ngộ. Tiểu ngộ còn ôm cảnh giới ngộ, tức phá được ngũ uẩn ngã, nhưng còn ôm niết bàn ngã, cho là có ta để ngộ. Đại tử đại hoạt chẳng còn ta nữa, chẳng có ai ngộ, nên nói ngộ rồi đồng như chưa ngộ. Có ngộ tức còn mê, khi hết mê thì hết ngộ. Bạch Hòa Thượng, khi chưa gặp Hòa Thượng, con hành pháp môn niệm Phật rất nhiều. Bất cứ đi đứng nằm ngồi con cũng niệm Phật cả. Rồi sau đó con làm mọi việc cũng hay quên. Đến nỗi một lần vào nửa đêm con thức giấc, bên tai con có tiếng niệm Phật. Ngoài ra có nhiều hiện tượng khác con không tiện kể ra. Xin Hòa Thượng từ bi khai thị cho con. Niệm Phật đến mức quên là điều tốt. Nếu muốn tham Tổ Sư Thiền có thể tham câu niệm Phật là ai. Tôi thường không cho người ta tham câu niệm Phật là ai vì thấy không thích hợp. Nhưng nếu niệm Phật đến cảnh giới này thì có thể tham câu này cũng được. Bạch Hòa Thượng, con được Hòa Thượng dạy không được tìm hiểu biết, ghi nhớ biết, suy nghĩ biết. Vậy con thỉnh kinh sách của Hòa Thượng dịch về xem có thêm cái biết nữa không? Tôi đã thường nói là tôi không phải muốn cho người ta hiểu biết thêm nghĩa lý cao siêu. Nếu cảm thấy lòng tin tự tâm chưa đầy đủ, chưa đến 100% mới cần xem kinh, hỏi pháp để tôi giải đáp khiến tăng thêm lòng tin. Vì không đủ lòng tin thì không hy vọng kiến tánh. Nếu đã tin tự tâm 100% thì không cần xem, cứ thực hành tham thiền là được. Bạch Hòa Thượng, tại sao hành giả tham thiền phải khắc sâu chữ tử trên trán? Ai bảo? Cái cần nhớ là ghi tình để cho miên mật. Khi nào khởi ghi tình không được mới tạm ngưng để nhớ đến việc sanh tử, chứ không phải là cứ nhớ cứ tử hoài.